nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám tâm hương cúng dường vô lượng chư Phật, vô lượng chư Bồ Tát, vô lượng chư Hiền Thánh Tăng, thì từ phỏng quang chứng minh gia hộ độ trì toàn giả nam nữ, cho tổ quốc Việt Nam được quốc thái dân an, vạn sự các tường nhân dân an lạc. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Đà Phật.